Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình chia sẻ một số cái cách làm của mình coi đúng không các bạn. Đó. Cây mai của mình nè. Mình làm trụi lỗ hết rồi nha các bạn. Tại vì cây mai này nó bị nấm, mình xịt ra làm hết lại. Đó. Xử lý, cây này mai dảo nha các bạn. Đó, mai từ 8 12 cánh nha các bạn. Mình làm cái clip này cho các bạn xem cho vui nha. Đó. Đây mình chuẩn bị một thau nước nha các bạn. Cây này cây dán bay. Đó, mình xịt rửa ra hết, chà rửa hết cho các bạn. Xong rồi mình ngâm nha. Ngâm thuốc kích rễ nè, 3M. Đó. Ngâm nó. Nó bị nấm các bạn. Mình xịt rửa, chà rửa nó sạch sẽ rồi cái mình trộn trấu với sữa dùi nha các bạn. Đó. Xịt tụi lũi vậy nè. Cái mai thì nó dễ sống nha các bạn. Nó không có chết chóc gì đâu. Đó. Cái này là một cây dán bay. Đó. Mình mới về mình tính làm cây cổ, cây lũa các bạn. Vì mình sử dụng mình chơi, mình lấy cái dảo nè bạn. Ghép với mấy cái đó. Bốn cây dảo nó cũng bị lũa ráo vậy đó. Mình chơi cây cổ các bạn ơi. Hôm nay mình làm clip này chia sẻ cho các bạn cho vui nha. Các bạn có kỹ thuật gì mình chỉ cho mình làm thêm cho các bạn. Thì mình đã áp dụng vậy rồi các bạn ơi. Mình xịt rửa hết. Ngâm thuốc vài tiếng đồng hồ các bạn. Rồi mình đem vô chậu mình trồng nha. Đó. Xịt trừ lũi đó. Đó. Cây mai này là một cây thế bay nha các bạn. Cái này dán bay. Đó, nó nằm vậy nè các bạn. Đó. Nó bay lũa các bạn ơi. Mình làm clip này chia sẻ các bạn cho vui nha. Đó. Thì mình xịt chà rửa mình ngâm chừng 2-3 tiếng đồng hồ các bạn ơi. 2-3 tiếng đồng hồ cái mình đem vô chậu mình trồng. Đó, thì mình trồng mình trét keo. Keo với ngâm thuốc N3M các bạn. Đó. Cây mai nó khó chết luôn nha các bạn. Cắt ba cái đầu rễ nào thâm thâm của các bạn về. Ba đầu rễ nào mà thâm các bạn cắt bỏ. Cắt bỏ ha. Rồi đừng trét keo nha. Trét keo mấy đầu rễ nó không bám ra nha các bạn. Trét keo là dở của nhiều người ta trét keo, mình không có trét keo. Các bạn mấy cái nào bị nấm rễ bị nấm các bạn xịt sạch sẽ cho các bạn. Nấm ở cây nó phát triển. Nó bám mấy cái rễ là hư luôn. Nấm mà trắng trắng như vậy nè. Rồi xịt bỏ hết. Đó. Mình thì áp dụng như vậy, các bạn có ý kiến gì cho mình thêm ý kiến nha. Đó. Với khi mình đổ 3M vô ngâm chừng 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ rồi ok rồi các bạn thấy mình làm vậy có đúng không nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Cái này là cây dảo các bạn ơi. Cây này bông lớn lắm các bạn, bông nó từ 18 đến 12 cánh các bạn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.